Đây là chiếc đồng hồ Senco Sodola hàng Nhật bãi cổ nhé. Thì chiếc này máy chạy hai quả pin, một quả pin dùng cho lắc dao động để nó chạy máy. Có nghĩa là chiếc này là nó là bán tự động nhé, chứ không phải pin để nó chạy bánh răng như những cái dòng điện tử này sau đâu. Một quả pin dành cho đánh motor quay chuông. Đấy, thì chiếc này là được sản xuất từ những năm 19 nó rơi vào tầm từ 1944 đến khoảng 1949 50 là hết. Đấy. Thì trước này có hiển thị lịch tháng và lịch tuần nhé. Đấy, và máy hai gông hai múa điểm chuông mỗi giờ. Đấy, thì chiếc này lắc nó là gọi là lắc sừng như thường châu ấy. Thì dòng này thì nó chất lượng thì quá là ok rồi. Thì về hình thức thì chiếc này còn rất là đẹp luôn nhé, vỏ gỗ đẹp, mặt số rất đẹp nhé, mặt mạ cà đôm sáng bóng loáng luôn này. Đó. Tất cả kính mo rồi kính trên kính dưới đều zin hết nhé, thùng gỗ đẹp. Đó. Sau rất nhiều tuần năm rồi nhưng mà về ngoại hình thì không thể chê vào đâu được. Bây giờ mình sẽ test tiếng chuông. Chuông của chiếc này kêu nhé. Tất cả từ cái bản nè nhé. Thì cái bản nè toàn đồng vàng luôn hết nhé. Mình xoay kỹ này. Đó. Từ con ốc cái bản nè toàn đồng zin hết. Đây là cái bảng hướng dẫn sử dụng. Cách cân nó chỉnh. Rồi 12 giờ máy sẽ đồng hồ sẽ đánh 12 tiếng chuông nhé. Senco Sonola này, transistor dòng này nó là rất là bền rồi, chất lượng quá ok. Ai bảo làm có nhu cầu mua liên hệ mình cho số điện thoại 035 874 2679 nhé. Zin bản 100% chạy chuẩn giờ, hình thức thì đẹp keng luôn, giá 1.900.000.